Xin chào các bạn nha, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái clip, đó chính là cái cách mà khắc phục khi mà trò chơi chó ăn xương nó không có chịu ngồi xuống nha các bạn. Bình thường á, khi mà các bạn để trò chơi như thế này nè, thì các bạn ngồi xuống thì nó sẽ ngồi ở vị trí như thế này ha. Rồi tuy nhiên này nó không chịu ngồi xuống thì các bạn sẽ sửa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra đó, các bạn cứ gỡ hai cái này ra, rồi xong các bạn để cho con chó nó nằm cái nha. Rồi sau đó các bạn dùng cho mình một con vít, các bạn mở mấy cái này ra cho mình. Ở phía dưới này nè các bạn, nó có mấy cái con ốc như thế này nè, các bạn chỉ khó dặn 1 2 3 4 5 6. Rồi các bạn mở ra nha. Đó, trong đây thì coi như là 5 con ốc này rất là dễ mở. Tuy nhiên có một con ốc như thế này nó hơi sâu các bạn. Các bạn dùng con vít dài ở bóp nè, các bạn chọt mới vô nha. Rồi sau đó thì các bạn đã mở ra thì các bạn mở ra đó. Vậy là còn một con này các bạn mở chưa có, mình mở chưa có cái con này cục pin đó. Đó mình cứ mở ra nha các bạn. Đó, các bạn mở nhẹ nhẹ ra, các bạn lấy ra đó, như bên đây là vẫn chưa được nè. Rồi được rồi các bạn. Đây sau đó thì các bạn mở ra nha, mở ra ok nha. Này các bạn để như nè. Rồi cái này là cái ấy. Rồi sau đó mình hãy nhìn ở phía này nha các bạn. Đây các bạn chú ý nè, đây là cái phần gờ để chúng ta gạt cái cục xương xuống, giống như là nó phải đẩy ra nha các bạn. Đôi khi nó bị lệch, các bạn nhìn cái khớp nè, nó bị lệch cái khớp thì các bạn chịu khó các bạn đẩy cho mình đó. Đó khi mà đẩy nè, đó đâu đẩy qua, các bạn đẩy qua cái khớp nè, đẩy qua một chút xíu nữa đó, các bạn đẩy nhẹ nhẹ nha đó. Rồi các bạn đẩy như thế này là ok nha các bạn, thì nó lồi ra nhiều là như thế là xong rồi. Bây giờ mình sẽ gắn pin lại và mình sẽ test thử cho các bạn xem nha. Rồi cách gắn thì cũng đơn giản thôi, các bạn cứ để vô đó, để vô bằng pin rồi đó, các bạn để nhẹ nhẹ vô để mình làm á, mình nó hơi ấy chứ đó, các bạn ấp lại đó, các bạn ấp lại bằng làm thôi nha. Trong phần gấp lại các bạn để ý có phần này nha, mà các bạn để vô trong các bạn gài cái nắp này lại nha. Sau đó thì các bạn cứ gắn ốc vô 6 vị trí là ok. Rồi sau đó các bạn để ốc vô bằng dặn nha, thì các bạn cứ dặn đều tay nha các bạn. Nhưng con này các bạn dặn đều vậy đó, đó dặn xoay vòng vậy đó, từ từ thì nó siết đó thì nó sẽ không bị tung ngăn nha bạn, là ok nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình gài buồn rớt một con ốc này, mình gài để ốc lên phía cuối. Rồi sau đó mình gắn con chó vào nha các bạn. Để ý nè, cái đầu nó như thế này, các bạn cứ gài hai bên là như thế là xong nha các bạn. Đó, các bạn gài vô đây, các bạn cứ gài vô. Rồi bây giờ các bạn nhìn nha, mình gài ngược nha các bạn, gài ngược rồi. Cái vị trí này là nó sẽ gài vô cái phần này nha, khi mà ấy mình nháp nè, nó